A mật, kinh Bát Nhã Ba La Mật, mở ngoặc đơn, Mahaprayanaparamitasacca, tác giả, Nagarjuna, Long Thọ, dịch Phạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập Dịch Hán Gia Việt, Thích Chí Tịnh, phẩm tứ nhiếp, thứ 78, Ngài Tu Bồ Đề Bạch Đức Phật, Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp như như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa, không có thiệt sự, không có tánh, tự tướng rỗng không, thì làm thế nào phân biệt là pháp lành, pháp chẳng lành, là pháp thế gian, là pháp xuất thế gian, là pháp hữu lậu, là pháp vô lậu, là pháp vô lậu, là pháp hữu vi, là pháp vô vi, là pháp hay được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, là pháp hay được Đạo Bích Chi Phật, là pháp hay được Vô Thượng Bồ Đề. Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề. Kẻ phàm, người ngu có mộng, có người thấy mộng, nhẫn đến có hóa, có người thấy hóa. Họ phát khởi thân, khẩu, ý gây nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp vô ký, nghiệp phước, nghiệp tội, nghiệp bất động. Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật an trụ trong hai thứ không? Tất cánh không và vô thỉ không, vì chúng sanh mà thuyết pháp rằng. Các chúng sanh này, sắc thọ tưởng, hành, thức rỗng không, không có sở hữu. Thập nhị thập thập bát giới rỗng không, không có sở hữu. Sắc thọ tưởng, hành, thức thập nhị thập thập bát giới là mộng, là hưởng, là ảnh, là diệm, là huyễn, là hóa. Trong đó không có năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, không có mộng cũng không có người thấy mộng, không có hưởng cũng không có người nghe hưởng, không có ảnh cũng không có người thấy ảnh, không có diệm cũng không có người thấy diệm, không có huyễn cũng không có người thấy huyễn, không có hóa cũng không có người thấy hóa. Tất cả pháp không có căn bổn, thiệt tánh vô sở hữu. Các người ở trong không có ấm lại thấy có ấm, không có nhập lại thấy có nhập, không có giới lại thấy có giới. Tất cả pháp ấy đều từ nhân duyên hòa hợp mà sanh. Do tâm điên đảo mà khởi thuộc nghiệp quả báo. Tại sao các người ở trong những pháp rỗng không, không có căn bổn mà lại nắm lấy tướng căn bổn? Lúc bấy giờ Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng sức phương tiện ở trong pháp san tham mà cứu thoát chúng sanh ra, dạy họ thật hành Đàn Na Ba La Mật giữ công đức bố thí này được phước báo lớn. Từ nơi phước báo lớn cứu thoát ra, dạy họ trì giới, nương công đức trì giới, được sanh chỗ tôn quý trên trời. Rồi lại cứu thoát ra, dạy họ an trụ sơ thiền. Do công đức sơ thiền, sanh trời Phạm Thiên, nhẫn đến dạy họ an trụ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ cũng như vậy. Chúng sanh thật hành bố thí ấy và quả báo bố thí. Trì giới và quả báo trì giới. Thiền định và quả báo thiền định, từ nơi đó mà cứu thoát họ, đặt họ nơi vô dư niết bàn, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc ngũ căn, ngũ lực thất giác phần, bát thánh đạo phần, không, vô tướng, vô tác giải thoát môn, bát bội xả cửu thứ đệ định thập lực tứ vô ý tứ vô ngại trí thập bát bất cộng pháp. Bồ Tát làm an ổn chúng sanh, cho họ an trụ trong pháp vô lậu của bậc thánh, không sắc, không hình, không đối. Có ai có thể được quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Đạo Bích Chi Phật thì Bồ Tát an ổn giáo hóa, làm cho họ an trụ quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Đạo Bích Chi Phật. Có ai có thể được Vô Thượng Bồ Đề thì Bồ Tát an ổn giáo hóa làm cho họ an trụ Vô Thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát là hy hữu khó theo kịp. Các ngài hay thật hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này. Các pháp không có tánh là rốt ráo không, vô thỉ không, mà các ngài phân biệt các pháp là thiện, là bất thiện, là hữu lậu, là vô lậu, nhẫn đến là hữu vi, là vô vi. Đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, chư Đại Bồ Tát rất là hy hữu khó theo kịp hay thật hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này. Các pháp không có tánh, rốt ráo không, vô thỉ không, mà các ngài phân biệt các pháp. Này Tu Bồ Đề. Nếu các ông biết pháp của Đại Bồ Tát này là rất hy hữu khó theo kịp thì biết rằng tất cả hàng thanh văn, bích chi Phật chẳng có thể được huống là người khác. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là pháp hy hữu khó theo kịp của Đại Bồ Tát mà tất cả hàng thanh văn, bích chi Phật không thể có được? Này Tu Bồ Đề, nên nhất tâm lắng nghe. Có Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật an trụ trong báo đắc sáu Ba La Mật. Và an trụ trong báo đắc ngũ thần thông. 37 phẩm trợ đạo. Các Đà La Ni, các chí vô ngại, đi qua đến cõi nước mười phương,
có ai đáng dùng bố thí được độ thì dùng bố thí nhiếp họ, có ai dùng trì giới được độ thì dùng trì giới nhiếp họ, có ai đáng dùng nhẫn nhục tinh tiến, thiền định, trí huệ để nhiếp họ. Có ai đáng dùng sơ thiền được độ thì dùng sơ thiền để nhiếp họ. Có ai đáng dùng nhị thiền, tam thiền nhẫn đến phi tưởng xứ được độ thì theo chỗ thích ứng mà nhiếp lấy họ. Có ai nên dùng từ bi, hỷ, xả được độ thì dùng từ bi hỷ xả để nhiếp họ. Cá ai nên dùng tứ niệm xứ, tứ chánh cần, có ai nên dùng tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc ngũ căn, ngũ lực thất giác phần, bát thánh đạo phần, không tam muội, vô tác tam muội được độ thì theo chỗ thích ứng để nhiếp lấy họ. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát dùng bố thí lợi ích chúng sanh thế nào? Này Tu Bồ Đề, lúc hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát bố thí tùy chỗ chúng sanh cần dùng mà cung cấp tất cả cho họ. Như là thức ăn, món uống, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân, y phục, xe ngựa, hương hoa, anh lạc, đồng như cúng dường chư Phật, A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn không khác. Hoặc bố thí cho bậc đã nhập chánh đạo, người phàm, dưới đến chim thú đều không phân biệt sai khác, bố thí đồng đẳng. Tại sao? Vì tất cả pháp chẳng khác, chẳng phân biệt nên Bồ Tát này không khác, không phân biệt. Bố thí như vậy rồi sẽ được báo pháp vô phân biệt, đó là nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát thấy kẻ ăn xin mà quan niệm rằng Phật là phước điền ta nên cúng dường, chim thú chẳng phải là phước điền ta chẳng nên bố thí thì chẳng phải là Pháp Bồ Tát. Tại sao, Đại Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề chẳng nghĩ rằng chúng sanh này nên bố thí lợi ích, chúng sanh này chẳng nên bố thí, do vì bố thí chúng sanh này được sanh dòng lớn sát đế lợi, bà la môn, cư sĩ, nhẫn đến do vì bố thí nên dùng pháp tam thừa độ họ vào vô dư niết bàn. Nếu có chúng sanh đến xin, Bồ Tát chẳng sanh lòng phân biệt sai khác. Nên cho người này, không nên cho người này. Tại sao? Vì Bồ Tát vì những chúng sanh này mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, nếu còn phân biệt chọn lựa thì xa vào chỗ của trách của chư Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thanh Văn và tất cả trời, người, thế gian. Ai thỉnh Ngài cứu tất cả chúng sanh? Ngài là nhà của tất cả chúng sanh, là chỗ hỗ trợ tất cả chúng sanh, là chỗ nương tựa của tất cả chúng sanh mà lại phân biệt, lựa chọn nên cho, chẳng nên cho. Lại nữa, lúc Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, hoặc có người hay phi nhơn đến muốn cầu xin thân thể, tay chân của Bồ Tát, bấy giờ Bồ Tát chẳng nên sanh hai lòng. Nên cho hay chẳng nên cho? Tại sao? Vì Đại Bồ Tát vì chúng sanh mà thọ thân, nay chúng sanh đến lấy đâu nên chẳng cho? Bồ Tát phải quan niệm rằng tôi vì lợi ích chúng sanh mà thọ thân này, chúng sanh chẳng xin còn phải cho họ, huống là xin mà lại chẳng cho. Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật phải học như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu thấy có người đến xin, Đại Bồ Tát phải quan niệm. Trong đây ai cho ai nhận gì là vật cho? Tất cả pháp ấy đều không có tự tánh, vì là rốt ráo không vậy. Pháp không tướng thì không có cho, không có dự. Tại sao? Vì là rốt ráo không, là nội không, là ngoại không, là nội ngoại không, là đại không, là đệ nhất nghĩa không, là tự tướng không. An trụ trong các thứ không ấy mà bố thí thì đầy đủ đàn na ba la mật. Vì đầy đủ đàn na ba la mật nên nếu bị đâm chém thân thể hay bị cướp giựt tài vật, Bồ Tát này liền nghĩ rằng. Chặt chém ta là ai? Cướp giựt của ta là ai? Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy phương đông có hàng sa đại Bồ Tát vào địa ngục làm cho lửa tắt nước sôi lạnh, dùng ba sự để giáo hóa. Một là thần thông, hai là biết tâm niệm kẻ khác, ba là thuyết pháp. Bồ Tát này dùng sức thần thông làm cho trong địa ngục lửa tắt nước sôi lạnh, biết tâm niệm kẻ khác, dùng từ bi hỷ xả tùy ý thuyết pháp. Những chúng sanh ấy ở nơi Bồ Tát sanh lòng thanh tịnh thoát khỏi địa ngục rồi lần lần do pháp tam thừa mà được hết khổ sanh tử. Như phương đông, chín phương kia cũng vậy. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn quan sát trong hàng xa quốc độ mười phương, thấy chư Bồ Tát hầu hạ chư Phật, cung cấp đồ cần dùng, mến kính chư Phật. Nếu chư Phật có dạy bảo thì chư Bồ Tát ấy đều hay thọ trì tất cả nhẫn đến lúc thành vô thượng Bồ Đề chọn chẳng quên sót. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn quan sát mười phương hằng xa quốc độ thấy chư Đại Bồ Tát vì súc sanh mà xả thân thể phân tán các nơi, có súc sanh nào ăn thịt của Đại Bồ Tát ấy đều sanh lòng mến kính.
Do có lòng mến kinh Bồ Tát nên thoát ly loài súc sanh, được gặp chư Phật, nghe Pháp tu hành, do ba thừa thanh văn, bích chi Phật và Phật Pháp mà nhập vô dư Niết Bàn. Như vậy, này tu Bồ Đề, chư Đại Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh rất nhiều, giáo hóa chúng sanh khiến phát tâm vô thượng Bồ Đề, đúng Pháp tu hành nhẫn đến nhập vô dư Niết Bàn. Lại này tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy chư Đại Bồ Tát trong hàng xa quốc độ mười phương trừ những khổ đói khát của hàng ngạ quỷ. Hàng ngạ quỷ này đều kính mến Bồ Tát, do sự kính mến Bồ Tát này mà được thoát ly ngạ quỷ, gặp Phật nghe Pháp, tu hành đúng Pháp lần.